Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình trời cũng còn đẹp một chút thì mình sẽ đi mua thịt hả? Mua thịt. Đi mua thịt về chiều nướng. Bữa nay là mình đang ngoài trời, là bữa là cuối cùng của trong năm á. Tại vì sắp sửa sẽ lạnh lạnh, lạnh nhiều ạ. Bước vô tuần này đã lạnh dữ lắm. Mình cũng mới về đi mua sắm đồ cho em Xu. Mùa lạnh tới là mùa đông tới rồi đó. Mùa mùa đông tới mua, em bảo là cái áo ấm rồi, em Su thì cái áo gió này. Biết Biết rồi, rồi, cũng Su mặc thử đi. Su bạn thử không, bạn thử cho cô chú coi không, bạn thử không, đây bỏ vô, ok, bỏ xuống, nè bạn thử, bạn thử nè, giỏi nè, đây này, áo giáp của em Su đây. Này, em xu mặc đồ hiệu luôn cô chú. Dữ không? Ê em Bé ơi, đó em này mỗi năm, Quá đẹp luôn. mỗi năm phải mua cho em Mùa đông tới đó cô chú. đó, mùa đông tới phải mua vậy đó. Rồi còn bao chân đồ nữa, Bé là cũng vậy luôn. Bé là thì có áo phao, Bé là có áo phao rồi. Bé là thì Ồn lắm xu nghe. bao nhiêu phao thì em vẫn có bao nhiêu phao thôi, còn em tua thì có lên phao, thành ra mình phải mua. Còn em là mua cái áo vậy là bằng mấy năm em cũng được nữa. Rồi, thôi bây giờ mình tranh thủ đi để hai em la quá. Thôi mình tranh thủ đi chợ. Cởi áo em xu ra đi, ở nhà em xu nóng không? Đấy nha, kể ra nha, đúng rồi, đứng đây em này lật đật lắm. Xu thôi chứ như cũng lật đật rồi đó. Em là ơi. Đây, em la đây cô chú nè, nằm keo hoài. Em là sao, em là muốn 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 bạn thử hả? Thôi đi, được, Ok, chút xíu vậy. chút về bạn nha, chút về bạn thử cho con nha, ok. Ôi, không có mì hả? Ok, tên Kiều đúng không? Ok, thôi Ok đi bà nha, xã hả? thôi mình đi chợ đi, Rồi, hôm nay để bà đi xã mua lái xe bữa đồ. nha. Ok, lái cho. Anh làm cameraman cho. Bữa nay lái xe cho anh ngồi xí hả? Ok. Mình có một bình bông thiệt là đẹp luôn của cô em tặng bích đen cho mình. Wow. Về chỉ tay á hả, cắm đồ này kia nọ luôn, quá đẹp luôn. Tên Kiều, em Thảo so much. Anh đi về Rồi sao? nha, let's go. Ok. Đó, hôm nay tay lấy lụa chạy xe đó cô chú. Tay lấy lụa. Lâu lâu cầm lại xe lái thấy nhắc tay mà sao. Đúng rồi, hơi hơi bị nhát. Ở đây anh được ngồi thưởng thức bữa chứ. Làm tài xế hoài rồi. Mà đi đâu thì mình thích có người chở hơn. Theo dự báo thời tiết thì hôm nay trời quá đẹp, chỉ có cần ngày nay vậy đó thôi các bạn. Rồi bắt đầu là tuần tới, trong vòng một vài ngày nữa đó, là mưa gió lạnh xuống. Bởi vậy mình tranh thủ mình nướng bữa nay. Tranh thủ nướng nướng đồ ăn bữa nay đi. Giờ này đường xá bên ngoài thì cũng rất là trống trải chứ không có đến nỗi gì mấy em hả? Vẫn ngon, bút em. À, Vẫn lâu lâu ngon em phải cầm không? lại tay lái mà thấy nó Vẫn ngon như à, thường. tài Anh biết, xế tài xế 30 năm rồi mà anh biết sao mà vẫn ngon không? sao Tại vì hôm trước mẹ mình lên ở đó, à rồi cái đi đâu cái em chạy xe à nên nó mới ấy, chứ còn không lâu quá không lái thì nó sẽ bị hơi gượng gạo một chút. đúng rồi Hơi gượng gạo.
Nhưng mà đi đâu đi có mình cũng hơi buồn cả nhà ơi. Mình thích đi, nếu mà đi có hai vợ chồng đi mua đồ hay này kia nọ thì nó vui hơn. Mà nhiều khi bắt buộc mình phải đi một mình. Ông xã phải tranh thủ ra chỗ gia tiệm nail ra đồ chứ. Qua cái đèn xanh đèn đỏ này nó tới được không em? Đúng rồi. À. À, cái chỗ này giống như có cái len mà để nó nhập len đó. Ừ. Thành ra mình cũng bỏ cái signal trước khi mình vô cái chợ đó. Ok. Có map chưa em? Không có, em mở cái hộc ra. Này về lúc sắp tới đi anh à. Ok, sắp tới được sao? Lúc sắp tới thế này. Hôm like this. Yeah. Hôm nay bà xã trúng thưởng. Chúc mừng. Thank you. Thank you. Bye bye. Hôm nay mình đi chợ được trúng được cái chảo nhỏ các bạn. Lần đầu tiên mới được trúng quà đó. Mình ít có khi nào mà đi chợ rồi lúc thăm mà được trúng quà cũng ghi bỏ thường, nhưng mà lần đầu tiên vui quá cười. Nhỏ giờ bà già xã mới được trúng thưởng đó bạn. Hồi xưa giờ mình mới được trúng thưởng á. Mình trúng được cái chảo. Thì cái chảo này thì mình mua chắc cũng mười mấy đồng thôi, nhưng mà tự nhiên mình vui dễ sợ. Có cảm giác vui. Dạ, yeah, cảm giác mình lại ổng kêu cầm receipt đi theo ổng. Mình nói ủa chuyện gì. Ổng nói cái giấy nào mày muốn lấy. Cái mình lấy cái màu orange. Lấy ra cái mày trúng rồi. Cười. Dạ, yeah. Rồi bây giờ đi ướp thịt bà xã. Dạ, giờ em ướp thịt. Anh muốn ướp cái gì đây? Ướp ướp sa tế đi. Ướp sa tế đi hả? Ok. Cái này mình cũng mới mua nè cả nhà. Mới được mua cái sale này đây. Cái giá là 200 đồng. Nhưng mà mua trong chỗ này á, nó giảm giá thành nó còn lại 130. Cái này cứng cáp lắm. Ừ, yeah. Nhìn chứ chắc cứu á. Dạ, tại vì mình có thể là mình phải chắc đồ lên đây, thành ra mình cái kệ này nó mình đựng nhiều. Dạ. Ok, vậy em đi ướp thịt ha, dạ, chút xíu trở lại. Ướp thịt chút. Ok. Wow, hai con mực nhìn hấp dẫn lắm bà xã. Dạ, yeah, mực em ướp sa tế. Còn cái này em muốn chiên không rồi mình chấm với sa tế với nước tương. Ok. Em thấy nó ngon hơn. Hôm nay bà xã bày cái nồi nướng khổng lồ siêu to ra đây nè. Rồi, thì ở đây mình cũng có rau không? Rau thơm, nước tương. Đầy đủ phải không? Dạ, rồi đây là mình có rong biển. Cái rong biển này lần đầu mình thấy người ta bán trong chỗ bán đồ ăn đó. Thành ra mình mua về mình ăn thử. Dạ. Rồi, đơn giản vậy thôi, vợ chồng mình vô bàn nha. Ok. Wow, mực hấp dẫn quá là xã không? Dạ, mực ướp sa tế nè. Đây mình nướng mà em có khứa ra cho nó thấm thấm á. Hello, xin chào đại gia đình. Chào cả nhà. Trở lại kênh YouTube của Bình Huỳnh hôm nay các bạn. Hôm nay hai vợ chồng cũng vừa rồi nói trên cái đầu cuối video đó. Thì trời hôm nay bên ngoài cũng đẹp.
nói đẹp chứ vẫn ngồi trong vẫn còn khe khe lạnh lạnh, nhưng mà đối với thời tiết như bây giờ lại là cũng rất là ok, ngồi được cái ngồi ra ra mà nếu được kịch như thế này là cũng vui rồi bà xã. Dạ đúng rồi, ít bữa nữa là khách ngồi ngoài này luôn. Mời đại gia đình của mình vào bàn thưởng thức món này với vợ chồng mình Huỳnh nha. Dạ, xin mời. Mấy cái thịt này thôi cho anh. Cái này là chỉ để lên thôi à? Rồi, cái này để vô là chín nhiều hơn rồi. Cái này thì lâu, mấy cái bà gọi là lâu. Mà cái bò á, để vô là chín liền. Dạ, mực rồi là cũng chín liền luôn. Wow, cũng mực. Cắt ra ra. Wow. Ừ, ghê rồi cả. Cái này cũng kiểu như là giống như là mực mà một nắng hay sương là gì? Một nắng. Một nắng hay sương hả? À, vậy đó các bạn. Một nắng, một mực một nắng. Mực một nắng hả? Dạ, yeah, mực một nắng. Có hai sương không em? Không. Không có hai sương hả? Không có đâu, hình như nghe nói một nắng thôi. Đưa em mượn đi, em cắt cái này được. Rồi xin mời gia đình vào bàn thưởng thức với vợ chồng mình nha. Dạ, xin mời, xin mời. Em lấy mấy cái chén rồi sao? Em lấy cái cho anh á. Rồi em chút xíu cái dĩa thôi. Ok. Đó, nước tương với sa tế. Bữa nay là mình ăn hơi khác chút là mình chấm với sa tế không? Đúng rồi. Mỗi lần thì mình ăn kiểu này á là mình ăn tương của Hàn Quốc. Mà bữa nay là mình ăn tương của Việt Nam mà. Cái này rất là có lý nha. Lấy rồi ra ha. Khỏi khỏi gì đó, mình khỏi nướng. Khi nào mình nướng than được thì mình nướng, còn khi nào không được thì mình nướng bằng cái này. Wow, thấy ngon nghe anh. Quá ngon rồi. Mực là ok rồi đó. Chiều bây giờ bà xã cười trúng chiếc cả nhà. Trúng được cái tiếu lâm thiệt á. Đi chợ thì bao nhiêu cũng mấy mua tốn hết mấy trăm đồng à. Một trúng được cái 10 đồng mà vừa cười hoài chiều cười, giờ cười chấm chín nhỏ cười. Giờ mới được trúng thưởng đó các bạn. Mình cứ mua, mình cũng mỗi lần đi chợ đó mà người ta kêu ghi bỏ vô đi rồi rút thanh nữa, có bao giờ đâu chưa. Lần này lần đầu tiên lại từ chính tay mình rút luôn, trời ơi được mừng quá, cười biết thôi. Cái ông mà ấy đó, thì ông tưởng đâu là chắc em bị khùng. Trời, sao mày happy dữ vậy? Mà người Hàn có một cái là ngộ quá à, mình mà cười vui nhiều quá, người ta lại tưởng đâu là mình bị bệnh. Tại vì có một lần mình hỏi cái người mà hơi thân với mình đó, là người ta nói như vậy đó. Người ta nói là tự nhiên á, gặp mình mà cười á, là người bị bệnh mới là cười. Khổ ghê không? Đúng rồi, thấy lúc nào người ta cũng nghiêm túc hết trơn. Dạ, lúc nào người ta cũng nghiêm nghị hết trơn á. Không, chắc lẽ video này là các em cháu ở bên Hàn Quốc á, thế nào cũng coi video này, không biết có như vậy hay không nữa. Dạ, có gì comment cho mình nha, chứ thật sự là mình chỉ hỏi với cái người mà mình quen biết ở trong chợ, người ta làm sample rồi đó. Thì mình hỏi thì bà ta nói như vậy, mình chỉ biết như vậy thôi nha. Với một cái cô mà bán thường bán mỹ phẩm cho em á, cô cũng nói mà. Nói hả? Cô nói người mà không có quen là không có cười. Vậy hả? Dạ. Anh thấy người Việt Nam mình friendly nhất. Friendly. Gặp ai cũng cười. Dạ. Ai cũng nở nụ cười, ai cũng vui vẻ. Cũng chào hỏi này ấy hết. Thiếu khách nữa. Dạ. Em thấy muốn mở này rồi. À, cái giấy này là paper towel thôi, rồi mình lấy cái mỡ ra bớt cả nhà. Đó.
Hồi xưa anh qua Hàn Quốc cái nào mới nói tuần lễ đấy không? Dạ. À, người ta ít nói tiếng Anh lắm. Đúng rồi. Ừ. Ở đây cũng vậy anh đi chợ rồi anh thấy không? Đúng rồi. Hình như người ta cứ muốn giữ cái phong tục của họ. Tục. Ừ, dạ. Ừ, ngon quá. Còn thơm nhất nghe. Thơm nhất ngay con gà tây. Yeah. Đây đúng ra bà xã vào bếp làm món khác. Yeah. Nhưng mà cái ý định của mình thấy trời nó đẹp. Các bạn thấy thời tiết đẹp quá mới thủ thủy với bà xã. Nói em ơi, hay là hai vợ chồng mình đi mua miếng thịt về tối này mình nướng, mình review cho cả nhà mình cùng vui. Các bạn thấy hôm nay bà xã làm tài xế luôn nữa chứ. Dạ, yeah, hơn lắm, hôm nay hơn lắm làm tài xế luôn. Đây kia bà xã. Đúng không? Wow, nhiều quá nha. Cái này mình bớt lại một tí ha. Đó, giảm nữa lại chút. Gia đình mình cũng gần được vui rồi các bạn. Là còn vài ngày nữa là cô Út từ Cali qua. Yeah. Hai vợ chồng cô Út đưa con gái qua đây thăm anh chị. Bữa nữa là mình nhà mình có khách vui. Ít bữa đại gia đình của mình sẽ xem trong bốn video rất là rộn ràng. Yeah. Lâu lâu mình ở bên xứ người mà được em Út qua thăm tâm hồn vui vẻ lắm các bạn. Rất là vui đúng rồi. Wow, nó nóng á. Mỗi lần mà mình đem cái lò này ra mình nướng nè, thì các em cháu hỏi chú ơi, comment ở dưới đó, chú mua cái này ở đâu? Thì cái này là cô Năm mua ở tại S-Mart phải không em? Đúng rồi, đúng rồi. Chợ Hàn Quốc. Nếu như các bạn có thích thú với cái nồi siêu to nướng này đó, nhưng mà các bạn đi mua cái này thì hay hơn. Là bởi vì sao? Nó rất là rộng rãi, thoải mái nè. Mình bỏ em đi tiền. À hả, gia đình đông người mình ngồi quay lại chung một cái bàn tròn đó. Mà có để thể, lên có em thể, hả? Và có thể mình làm lẩu cũng được. Cái nếu gì cũng cái này thế. Cũng lẩu cũng được. Sắp nước tới đây thôi rồi mình để bỏ cái vô là đúng rồi. Cũng ok. Rồi, bắt đầu là mình ăn nhé. Rồi sẵn thêm cuốn video luôn. Có nhiều các em cháu như comment hỏi, nhưng mà xóa đi cháu là chú nhiều thời gian bận biểu đó. Như các em vào Facebook đây, hỏi cô chú ơi những cái đồ dùng của cô chú như chén đĩa nè, dao kéo nè, hay là tất cả các thứ. Có một em rất là dễ thương, các em chọn hết những cái tô chén bát đũa, tất cả các thứ từ những cái cuốn video nào cũng vậy. Rồi em mới lựa ra một dãy cuốn video vậy đó. Em mới comment là nói chú ơi, xin chú cho con biết là những cái chén bát tô đĩa này cô Năm siêu tầm ở đâu. Thì hôm nay sẵn cái video này mình cũng nói luôn là cô Năm siêu tầm rất là nhiều tiệm các bạn. Từ chợ Hàn Quốc cũng có, S-Mart cũng có, Mỹ cũng có, Mỹ cũng có. À hả? Yeah. Nếu mà cô Năm đi tới đâu á mà bước vào những cái tiệm mà chén đĩa nha, mà cô Năm thấy yêu thích là cô Năm mua liền, dù không biết cái đĩa đó mắc hay là rẻ như các bạn. Nhưng mà các bạn nhìn qua cái mẫu mã của đĩa chén và tô thì các bạn cũng biết rồi. Rồi cái giá cả thì mình cứ tùy cho mình chọn lựa cả nhà. Dạ, tùy cho cái công ty nè. Dạ. Mình mua mình xài thì nó tốt thì nó lâu thôi. Đúng rồi. Có nhiều cái chén đĩa nó thậm chí như các bạn cũng biết, nhưng mà mình nói luôn là thậm chí có nhiều cái chén bát thì rẻ, anh thấy không? Dạ. Có nhiều cái đĩa nó rất là mắc tiền. Nó lên đến một vài trăm đô cái đĩa nữa. Không có luôn. Nó như vậy đó các bạn. Nhưng mà lỡ bể một cái là mình khóc. Mình làm bể một cái rồi, mua không được mấy cái. Nhưng mà mình làm bể một cái rồi nên dẹp luôn. Cái dĩa rất là sample, không có gì hết đó. Nhưng mà nó mắc thì mình không biết mắc. Dao kéo cũng vậy cả nhà. Nhất là một bộ dao của Đức á, các bạn biết nó tùy theo những bộ dao của những cái company
những cái thương hiệu, những cái nem họ làm. Có nhiều cái bộ dao thậm chí nó lên tới mấy ngàn đô một bộ dao. Yeah. À vậy đó cả nhà. Cái gì em? Ok. Ngon quá em. Ngon ha. Ăn vậy mà ngon ghê. Thấm thía. Ăn vậy cũng ngon hơn mình đi ra nhà hàng luôn á nhé. Đúng không? Đơn giản. Mình chỉ có vào chợ mua thôi. Rồi về mình tự làm. Nếu mà ở nhà mình có sa tế của thương hiệu nào cũng được hết. À, tùy theo các bạn lựa chọn. Yeah, yeah. Thì có sa tế. Các bạn có sa tế ở nhà, các bạn mực này nè, ướp sa tế. Rồi thịt heo khỏi cần ướp gì hết. Cắt ra, mình cho mỡ, nướng cho mỡ nó chảy hết ra. Để lại cái độ giòn của thịt heo. Rất là ngon. Và cho một chút nước tương, một chút xíu nước tương chấm vào sa tế. Nó sảy luôn. Tâm mắt các bạn. Còn cái này là mình không có bỏ nước tương. Em không ăn, em không ăn. Em chỉ sa tế không thôi. Dạ, mà rất là ngon. Này cái nó giòn, rất giòn, mỡ ngon lắm. Dạ, ngon. Nó chảy ra mỡ đó. Anh ăn thử. Các bạn cố gắng á, là cái nó mình anh ăn thử này ngon rồi. Cái gì? Dạ, rong biển á. Rong biển này chắc nếu mà mình cái này ta luộc rồi. Mà nếu ấy thì chắc người ta nấu nấu sâm bổ lượng. Ôi đúng rồi, sâm bổ lượng nấu chè, sâm bổ lượng này. Giòn giòn. Đây là mình ăn đời mới nha, này mình ăn theo kiểu mình chứ không có. Cái đó mình bỏ vô. Có một cháu hồi tối nói chuyện với em. Mà giống y như em luôn. Bữa em đi chợ về thì em đói bụng quá, em mua ổ bánh mì. Xong cái em lấy mắm ruốc. Em lấy mắm ruốc em chén vô bánh mì em ăn. Mà em ăn á hả, em ăn thấy ngon quá. Em ăn ăn đến nỗi no luôn nha. Thì mình ăn như vậy mình ngờ sợ, ồ mình nói chắc người ta cười mình chết, không dám nói. Thì hồi hôm cái cô cháu mới, cô mới nói với em, nói trời mắm ruốc tới cái con lấy ra ăn với bánh mì, như bánh mì nóng nó ngon thiệt là ngon luôn cô ơi, đang đói bụng nữa ăn nó ngon quá trời ngon. Nó trời sao mà giống ở đây dữ vậy. Rất là ngon. Thịt heo á, mình để sát á, các bạn review các bạn thấy á, cái miếng thịt heo khi mà mình nó chảy mỡ rồi đó, nó chảy mỡ rồi vậy cả nhà này. Đó các bạn thấy không, nó lên một cái miếng vàng như vậy đó là mình ăn. Nó không còn, nó chỉ còn 1-2% mỡ trong đây nữa thôi. Nó không có nhiều. Nhưng mà mình ăn nạc không thì nó rất là cứng. Nhưng mà với người Hàn, mỡ mất tiền hơn thịt nạc. Dạ, mỡ mắc hơn nạc. Ở Việt Nam thịt nạc mắc hơn. Chắc vậy. Phải không? Cho em mấy miếng rau thơm nữa. À, rau anh nên để vào phía em không? Ăn này cũng tốt. Rồi để ấy đi, em lấy đi. À, lấy mấy vài cái em bỏ bên kia. Hai ba cộng thôi à, cho okay. Thơm thơm thôi. Yes. Rồi xong. Để có, mình có cái này ăn nè. Wow, cái miếng, wow, cái miếng rong biển nè. Wow. Đó. Kế bên đó còn có cái này, các bạn nhìn thấy thì tưởng đâu là sushi nhưng mà không phải sushi. Này bên trong cũng là cái rong biển em ha. Dạ. Rồi cơm. Gói lại bằng cơm.
các bạn gói lại bằng cơm, rồi trong này nó có những cái vegetable giống như là nào là cứ rốt này, chua, củ cải nè, rồi hình như anh thấy cái này giống như là cái tí bơ phải không? Không, à, trứng á. Trứng chứ hả? Của cô em mua cho em á. Các bạn thấy đầu của video thấy bó bông đẹp không? Bó bông đó là của những cô em ở đây biết được cái ngày sinh nhật của bà xã, đem bó bông tới tặng. Thì anh cũng đại diện cho gia đình cảm ơn em Thảo nha. Cảm ơn gia đình luôn. Rồi, có phần con gái của đúng ra là đúng ra là tổ chức birthday cho bà xã, nhưng mà các bạn biết là em gái chuẩn bị qua rồi mình nán lại. Nha, để dành rồi, lại. Cháu Ngọc chắc cũng chạy qua nữa. Rồi gia đình tổ chức một cái sinh nhật nhỏ nhỏ cho vợ và xã cho nó vui, để mình chia sẻ đến với đại gia đình của mình. Chứ năm nay thì không có. Thì hôm nay thì các bạn cũng biết rồi, video rất là dài. Bởi vì mình rất là chi tiết từ khúc đầu này ha, rồi hai vợ chồng đi chợ nè, rồi mình có review cho bà xã lâu lâu cầm tay lái xe tay lái lùa, để cho đại gia đình của mình đổi cái không khí cho nó vui đó cả nhà. Thì trước khi vợ chồng Bình Huỳnh xin chào tạm biệt ở đây, cho Bình Huỳnh gửi lời cầu chúc hết đến tất cả đại gia đình của mình trong kênh YouTube một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cả nhà. Bye bye. Xin hẹn lại video ngày mai các bạn.